Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề nó liên quan tới cái máy giặt ở đây ha, ở đây hai cái máy giặt ở đây. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ làm cái vấn đề liên quan tới cái bộ hộp số hay là bộ truyền nhông á. Thì ở đây mình có hai cái hộp số của thứ nhất á là của Sanjo. Đây của Sanjo, cái kết cấu là như thế này nha quý vị, nó có một cái mâm nữa. Ha, đây cái Sanjo, còn ở đây sẽ là một cái còn Bana. Ha, các bạn thấy cái mẫu mã nó khác nhau, ở đây nó có hai cái nhông nhựa ghép với nhau, còn đây thì chỉ có một cái nhông đơn thôi. Nhưng cái hộp số này nó đã bị hư rồi. Các bạn thấy không, cái lượng nhớt nó văng nè, nước nó quấn nó xuống nước ở đây và nó văng tùm lum. Thì cái hộp số này á, hộp số thằng Sanjo này mình sẽ chia sẻ quý vị về. Chút xíu chúng ta sẽ tháo pantalon ra để coi bên trong nó có những cái bộ phận nào. Thì trước khi làm thì mình sẽ đi qua cái sơ nét để chỉ cho các bạn hiểu ha, đó là đại khái là kết cấu rồi cũng như là cái quá trình nó như thế nào, cái hoạt động nó ra làm sao. Thì ở trên này hiện tại là cái con này nè, đây cho các bạn hiểu cái con này, đây cái con này thì bây giờ là đây là người ta gọi kết cấu, mình sẽ đi phía vòng ngoài của nó về cấu tạo. Thì Sanjo nó có cái hình dạng như vậy, ngay chỗ bên này có hai con ốc nhỏ đây nè, thì người ta là đặt cái motor ở đây, nó có cộng dây control bắt vô và nó kéo nó giặt, nó xoay hai chiều ha. Còn khi mà sấy á thì cái bo mạch nó điều khiển nó chỉ có quay một chiều thôi, là cái chiều thuận thuận như cái kim đồng hồ về nó quay một chiều thôi. Thì lúc đó cái cần xả chỗ này nè nó sẽ được bung ra, cái cần xả chỗ này nó sẽ bung ra như vậy và nó hở, nó làm cho cái cần nhựa đây nè, bạn thấy không, phần nhựa đây nè nó sẽ hở ra. Thì lúc đó cái thằng này sẽ bắt vô ấy, nó xoay một chiều thôi, thì lúc đó gọi là chương trình, đó là chương trình vắt. Thì đại khái bây giờ chúng ta sẽ nhìn như thế này ha, cái phần các bạn để ý nha, phần có pulley là phần nằm ở dưới. Thì cái máy giặt nó sẽ nằm như thế này, đây nó nằm như thế này nè, đó cho các bạn dễ hiểu, đó nó nằm như thế này. Để mình lấy cái thùng nhựa ra đây, cho các bạn dễ hình dung. Thì bất kể cái máy mono nào vậy, cái loại là loại máy thông thường, còn nếu mà là inverter thì cái kết cấu, cái mẫu mã, cái hình dạng nó sẽ khác. Vậy cho nên á thì chúng ta hôm nay mình sẽ làm cái chủ đề này liên quan tới cái máy mono thôi. Giờ ngày hôm kia nếu mà rảnh thì mình sẽ lập cái máy này ra là máy inverter Toshiba, thì kết cấu nó làm sao. Mỗi một cái máy thì cái model á nó có một cái bệnh đặc trưng ha quý vị ha. Đây nó làm như thế này thì nó sẽ hướng là như vậy nè, đó này cái đế của nó, để mình cho các quý vị xem. Đây đại khái nó là như thế này nè quý vị, đó nó là như vậy đó. Đó đại khái cái máy nó nằm như vậy nè, cái motor này ở đây, cái motor nằm đây, nó sẽ kéo bu ly từ đây. Thì đây là cái thùng nhựa chứa, thì mình đây có 3-4 cái thùng là mình chứa để mình trồng cây, mà rã nó ra những cái linh kiện, những cái tủ mà những cái máy mà nó cổ lỗ sĩ nó hư nhiều quá mình bỏ. Đó cái này là cái mô hình của nó. Thì cái này á, phần ở dưới này à, kết nối vô dây motor nằm bên đây ha, kết nối vô motor nằm bên đây nè, thì cái này gọi là bu ly. Và cái phần cùi nằm ở phần chơi ở dưới đây nè, người ta gọi là cùi dưới. Cái chỗ này á là cái cần đây, nó sẽ kết nối với một cái cục xả nước, motor xả nước nó kéo ra như vậy, kéo như vậy chứ, thì nó sẽ bung như nè, đó nó sẽ bung như này cũng vậy, nó sẽ bung ra, nó làm cho cái chỗ này nó hở ra là thấy không, hay để chỗ này nó hở ra, thì lúc đó nó sẽ bắt một chiều thôi là nó sẽ vắt, chương trình đó là sẽ vắt, đó. Thì chúng ta đi cái đại khái sơ chút xíu mình sẽ mổ ra luôn. Cái này gọi là bu ly, cái này gọi là cái cùi dưới, còn cái nhông nhựa đen đen ở đây nè, đây nhông nhựa đen đen ở đây nè, thì gọi là cái nhông. Mà bên trong cái nhông đó nó có những cái lò xo với lại cái một cái nhông bắt ôm sát vô nó, cái cùm đó. Còn cái bộ phận ở đây gọi là bộ phận thắng, để nha, mỗi khi các bạn mà cuối chương trình á hoặc là nó ngưng vắt á thì các bạn nghe nó cái là những cái bố thắng của đó. Cái này là bộ phận thắng, trong đó nó có bố, thì cái bố thắng của nó đã bị mòn rồi. Còn một cái máy mới thì không có cái hiện tượng, không có tiếng kêu rét 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 đó, mà nó là một cái kích là rõ ràng nó là còn rất là chắc. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo cái này ra ha. À, ở đây có mấy con ốc mình chừng tháo hơi tại nó rất là cứng, bây giờ mình sẽ tháo ra, bắt đầu sau đó chúng ta thả bung từng chi tiết để coi bên trong nó có cái gì. Một chút xíu mình sẽ dùng cái máy cắt á, mình cắt hết ra để rồi cũng chừng chia sẻ các bạn cái linh kiện nó làm sao. Rồi ví dụ trường hợp mà nó sấy á, ví dụ mà trường hợp nó sấy là nó bị như thế nào ha. Bây giờ chúng ta sẽ tháo, trước tiên để mình tháo rời cái này ra. Thì cái người thợ cơ khí các bạn biết họ cũng vậy thôi, tại vì khi mà cái trường hợp mà nó hư như thế này, thường khi mà sấy nó hư á, các bạn biết đây là cái dấu hiệu nè. Đó, lúc mà vắt nó kêu xé mỗi ngày một lớn hơn, thì cái hiện tượng là bị nước á, nó vô cái bạc đạn rồi. Nó làm cho cái bạc đạn bị hư, bị rơ lâu ngày.
Đây là cái hiện tượng nó còn để lại dấu hiệu này nè, các bạn thấy không? À, nhớt với nước nó hòa lẫn với nhau, nó trộn, nó văng, khi mà nó quánh, nó quay, nó văng tùm lum ở đây nè, nó chảy xuống nè. Đây là cái dấu hiệu cái hộp số nó bị hư, cái bạc rạng tùm lum rồi ha quý vị ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ trước tiên là tháo cái này ra. Đấy, tháo cái này ra trước, tháo bu li ra, tháo cái nhông nhựa ra, tháo cái lò xo ra, rồi sau đó mình tháo bốn con ốc ở đây. 1 2 3 đây và 4 đây, mình tháo ra hết. Rồi sau đó chút xíu chúng ta sẽ lòi cái cùi, thì cái đó là cái cùi dưới, chúng ta sẽ cắt ở bên trong ra để coi bên trong nó có cái gì nha quý vị. Để mình hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó và bên đó nó kết cấu ra làm sao thì chúng ta mới có thể là tiến hành, mình có thể tự đi mua linh kiện về mình tự thay thế. À, thật sự thì để mà thay thế cái này á thì đòi hỏi có một số máy móc, những anh em thợ cơ khí á thì họ có cái máy ép hoặc là máy tiện phay bào thì họ mới có thể làm cái điều này, nó đơn giản hơn những người chúng ta. Nhưng mà bên cạnh đó, ví dụ chúng ta có những cái máy mà ép trợ lực á, ép như thế này nè, bằng trợ lực ép bạc đạn á, hoặc là chúng ta tự đóng bạc đạn thì cũng được. Nhưng mà cái trường hợp ở cái độ bền thì nó không có bằng những anh thợ cơ khí, tại người ta chuyên nghiệp, người ta thứ hai là người ta có những cái dụng cụ người ta phụ trợ làm cho nó tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ mở này ra ha. Ở đây chúng ta dùng cái tiếp 13, cái đầu là tiếp 13 nè nha, và cái chữ T là chúng ta nối vô chỗ này. Rồi cái cây tu vít ở chỗ này chúng ta có những cái lỗ nè, bạn thấy không, cái lỗ này nè, mình sẽ thọt xuống đụng cái lỗ đây. Thì cũng có nhiều cách mở khác nữa, nhưng mà mình thường hay dùng cái cách này. Có những cái anh em ta dùng cái kẹp á, cái kẹp có cọng dây xích nằm đây, người ta bóp nó lại, người ta dặn nó ra nó cũng xong, không sao cả. Thì mỗi người mở một cách, thì mình mở thế này là quen rồi. Bây giờ mình làm cái thế như nè, đã có một người à, vừa quay phim vừa làm, cho nên mình phải làm cái thế này để mở làm cho các bạn coi nha. Là như thế này, chúng ta chỉ cần mở ra, ok ha. Để mình quay lên mở cho các bạn coi cho nó dễ. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nó lên. Đây nè, mình lấy cái tay. Đúng ra lúc đầu nó sẽ nằm đây, mình lấy cái chân mình chịu lại nha. Mình mở nó ra. Đó. Rồi, chúng ta sẽ mở cái con tán này ra. Mở ra hết. Nhưng mà chúng ta hãy dùng một cái gì đó để đựng nó lại chứ để thôi nó lạc mất nha quý vị. Mình sẽ dùng cái nắp này nè, mình bỏ nó vô. Thì đây là cái hộp số xanh vô. Thì cái những cái hộp số còn lại là Toshiba, Panasonic hay là LG. Thì nó có những cái bệnh đặc trưng. Thứ nhất á, là con xanh vô này thường hay có cái bệnh là sấy bị kêu. Còn cái con mà Panasonic với là cái con LG á, bạn biết không, cái kết cấu nó giống giống nhau và nó hay có cái bệnh giống nhau luôn. Đây, mình gõ cái này. Thì nó hay bị như là cái tình trạng là bị hư nhông. Còn cái con xanh vô này thường hay bị hư ấy, bị hư cái bạc đạn. Và Toshiba cũng hay hư bạc đạn. Dính cứng quá, nó dính luôn cái này nè. Để mình gỡ xuống đất cho gõ cho các bạn đây, cho nó dễ. Rồi, bây giờ nè, hồi nãy năm nay mình đã gỡ nó ra rồi. Và cái này nó muốn quát luôn nè. Cái bu ly này nó muốn quát rồi. Móp của tớ móp lôi từ lưa rồi nè, nó bu ly. Nó có răng ở đây, quý vị để có răng ở đây nè. Đó, cái răng. Rồi, mình bỏ riêng qua một bên. Thì ở đây là gọi là cái cùm nhựa. Mà cái cùm nhựa đó, các bạn để ý không? Nè, cái này nó rơ nè. Đó, nó rơ ghê chưa? Thì khi chúng ta mở, sử dụng lâu ngày cái cùm nhựa này nè, nó có cái hiện tượng mà mòn răng ở trong đây. Thì khi mà mình giặt á, lâu lâu nó sẽ nghe cọc 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 cọc, thì cũng là một trong những hiện tượng cái cùng nhựa nó bị mòn, nó khiến cho cái tiếng kêu khi giặt, rồi cái tiếng sấy mà khi giặt mà kêu lớn là lại bệnh khác nữa nha quý vị. Bây giờ mình sẽ mở ra nha, lắc lên không, mở ra thì đây nè, bên trong của nó là mỡ bò nè, nó là kết cấu như thế này ha, mở ra luôn. Rồi, ở đây là cái lò xo giữ lòng. Thì cái lò xo này hết sức đặc biệt, kết cấu nó đặc biệt lắm. Mình phải dùng cái kềm nha quý vị. Mở ra mới được chứ thôi nó đứt tay luôn. Cái này nó bấu chặt lắm. Đây, chúng ta xoay ngược nó ra. Chúng ta xoay ngược nó ra. Đây còn một cái nữa. Đây nó có cái ngàm nè, à, mình đẩy ra,
làm đây nè ha, mình bỏ đây. Thì cái này gọi là lò xo giữ lòng. Thì cái lò xo này á, nó sẽ hoạt động là bằng cách là khi mà nó vắt á, thì cái này buông ra, cái cần này nó kéo ra, thì thằng này nó ôm chặt vô cái cùm ở đây đó. Thì ở trên cái kẽ này nè các bạn, các bạn để ý nha, ở trong cái bu ly nhựa này nó có cái kẽ đây, chỗ này cho mình diễn tại quyền hiệu này, có cái kẽ ở đây nè, cái kẽ rất là nhỏ, thì sẽ nằm như thế này, nó đi vô cái kẽ đây nè nha, ở chỗ này nè, cái miếng thép này lú ra có cái kẽ nằm đây, đi vô như thế này đó, nó nằm như vậy để khi mà vắt á thì nó siết chặt cái cùm ở đây, bắt đầu quắt một chiều. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ mở 1, 2, 3, 4 con này ra nha quý vị. Để lấy cái khăn. Thôi coi như bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mở 4 con này ra. Đây có cái chì 13, nó cũng sử dụng một chìa thôi ha. Mình mở 4 con này ra. Rồi chút xíu mình sẽ chia sẻ với quý vị là cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết đó, khi nào hộp số bị hư và khi nào không phải hộp số. Có những cái trường hợp đó là cái cục xạ nó bị hư mà chúng ta lại phán cái bệnh đó là hộp số hư thì là không được, thì cần phải kiểm tra cho kỹ nha. Thì các bạn biết đó, mỗi một cái máy nó có một cái bệnh đặc trưng không, rồi khi mà hộp số nó hư thì nó sẽ có triệu chứng như thế nào, và cái biểu hiện ra làm sao, cái dấu hiệu để cho cái người thợ người ta nhận biết. Thì khi mà các bạn biết đó, một cái máy giặt mà nó sử dụng á, ví dụ như cái trường hợp khi mà có những cái máy mình đi làm á, là khách là báo với mình lại là sao mà giặt nó kêu lớn quá. Còn có những cái máy người ta báo cũng khách hàng, nhưng mà người ta báo là sao mà cái giặt thì nó êm, nhưng mà sao mà lúc mà nó vắt với lại nó xả nước này kia nó kêu lớn dữ quá. Thì mỗi một cái thì cái biểu cái dấu hiệu, ví dụ như là lúc mà giặt mà nó kêu lớn là bệnh khác, lúc mà nó vắt mà nó kêu lớn là bệnh khác. Và tùy theo tiếng kêu nha quý vị, ví dụ cái tiếng kêu nó nghe xẹt 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 thì cái đó là thường thường nó liên quan tới vấn đề của cái bạc đạn và cái nhông. Còn cái kiểu mà nó kêu cấp 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 lâu lâu kêu cạch 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 kiểu liên tục vậy đó thì nó liên quan tới cái cục xả. Thì mỗi một cái bệnh á nó có một cái dấu hiệu để chúng ta biết được ha. Thì ngày hôm nay mình làm cái video để mà cho các bạn biết được cái dấu hiệu là như thế nào, thì chính xác là cái món nào nó bị hư trong cái hộp số này. Thì ở đây là cái hiện tượng thứ nhất, mình nhìn bằng mắt, mình khum xuống máy, khum xuống dưới cái máy, hoặc là bây giờ mình dở cái lòng ra ha. Nếu mà chúng ta không có kinh nghiệm, mình không có biết được là cái tiếng kêu nó bị vậy là bị ở linh kiện nào, thì ngày hôm nay ha, bây giờ mình chịu khó mình lật, mình tháo ra hết tất cả, mình xem nó là như thế nào. Thì cái dấu hiệu cho mình biết nè, dấu hiệu mà đang thui từ lùi nè, dầu nhớt chăn tùm lum, thì đây là cái sự hòa trộn giữa nước với lại mỡ bò với lại dầu mà để chăm trong cái hộp số nó bị văng ra ngoài là do sử dụng lâu năm. Thì ở trên này nè các bạn biết không, ở trên này nè đó, cái này phần dưới ha. Bây giờ chúng ta chuẩn bị mở à, cái này ở trên ở đây nó có một cái này gọi là cùi trên, mà trong cái cùi trên cái kẽ nhỏ nhỏ này là các bạn biết này có cái lòng đờn, ở đây có một cái miếng nó chặn nước lại gọi là cái phót, phót nằm nhỏ nhỏ này để chi, nằm ở trong cái này, nằm ở trong lòng thì nước nó ngập qua khỏi cái này luôn. Thì sử dụng lâu ngày khi mà cái này nó hoạt động nè, đó nó quay qua quay lại gì vậy nè, cái này rơ các bạn, lắc lắc vậy thấy rơ nè, nó quay qua quay lại vậy lâu ngày cái phót nó mòn. Vì vậy cho nên khi mà nó nằm ở trong môi trường nước, nước nó sẽ đi theo cái phót này đi vô trong cái hộp số và nó làm cho cái nhông kể cả bạc đạn của cái hộp số bị hư hỏng luôn ha quý vị ha. Đó là cái thường cái bệnh thường hay thấy ở chỗ máy xanh vô. Mình tiếp tục cái này. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục cái phần này ha, chúng mình sẽ lấy ra nè, đây thì cái cầm của nó cùi rất là cứng, đúng ra nó đang vậy, gõ nó cứng lắm. Nó tới hai cái này là cái ắc, mấy người thợ cơ khí này gọi là cái này là cái ắc, cục ắc à, gỡ nó cứng quá. Để chút xíu mình gỡ cái phần này ra cái, thì giờ muốn gỡ cái này ra mình bóp cái này lại, bóp này nè đó, bóp nó rồi phải gịch nó lên, có đôi khi mình phải cạo nó lên luôn nha, bóp nó đây. Cái này nó hơi khó, các bạn phải theo dõi từng chi tiết mạng mới mở được. Mình phải bóp như vậy nè để cho cái thắng nó nhả ra, cái thắng nó nhả ra mình mới lấy lên được đây. À, dính bạc đạn này, bạc đạn cứng quá,
cái gõ nó ra. Mình phải lấy cái xà beng, tại mấy anh em thợ nó gài đi cứng quá nè, nại này ra luôn ha, nó sẽ tuôn cái này ra. Lưu ý nè, khi mà mở sắp ra trên này nó có một cái, nó có một cái bạc đạn, gọi là bạc đạn đũa, thì trong nghề mình gọi là bạc đạn một kiều. Hay thì bây giờ chúng ta sẽ mở, lúc nãy mình tiếp tục ha, mình bóp cái này lại nè. Đây, mình lấy cái tay á, mình kê dưới, mình gạch đè cái chân chỗ này cứng lại, gạch mạnh nó ra. Đây, ra nó bị bóp. Các bạn để ý nha, ở trong cái chỗ này có bạc đạn nè, mà nó cái bi nó không phải là bi tròn mà là bi thanh, nó dài dài như thế này, nằm tuốt trong này, vì vậy cho nên gọi là bạc đạn bi. Bạc đạn này bạc đạn một chiều, thì chúng ta muốn lấy nó phải dùng một cái lối á, mình đục ngược nó ra, mình đục cái chỗ này nè, đó, đục mạnh nó ra thì mới có thể dằn ở đây. Và cái thiết bị như chỗ này nè, nghĩa là gọi là bố thắng, mà trong cái cùm bố thắng này nó có cái miếng amiñan nằm đây, các bạn thấy không? Nè, cái miếng amiñan nằm đây nè, đó. Thì lâu ngày có những cái máy lâu ngày quá nó mòn, và khi mà nó vắt vào đầu chương trình, nó bắt chuẩn bị để dừng lại, nó kêu rét là cái thằng này ghi ra. Thì để mà hết cái tiếng kêu đó, chúng ta chỉ cần tháo cái này ra, mình đi nhờ thợ cơ khí họ dán cái bố này chỗ này lại, thì lúc đó chúng ta sẽ khắc phục được cái tình trạng mà cái tiếng kêu mà rét mỗi khi nó vắt á là thằng này ghi ra. Còn cái tiếng kêu mà nó kêu cờ, nó kêu ồn ào mà tăng tốc mỗi một lúc mà nó tăng một tiếng lớn hơn, càng ngày càng lớn hơn nữa, thì liên quan tới bạc đạn này. Đây là cái bạc đạn đũa. Các bạn để ý nha, bạc đạn đũa nè, cái thanh của nó không phải là bi tròn mà nó thanh nó dài rất là nhiều, gọi là bạc đạn đũa. Mình cho bạn coi kỹ nè, đó, cái kết cấu của bạc đạn đũa là như vậy nè ha, nó từng thanh nó dài như vậy á. Nhưng mà các bạn này lâu ngày nó xuống nước rồi, nó xét tùm lum luôn rồi. Đây là cái mặt chụp ở đây ha, mình tháo ra rồi đó. Thì để mà cho cái người thợ người ta dễ làm thì mình làm như vậy. Trường hợp mà tháo như mình á là cái trường hợp phải biết chắc chắn là cái bệnh là bệnh gì và cái linh kiện nào là linh kiện hư thì mình mới tháo ra. Còn để mà nhanh gọn á thì thường thì một số anh em thợ mình làm á, chỉ cần tháo hộp số và đưa cho anh thợ cơ khí họ tự làm luôn. Thì tại vì nói sơ ví dụ cái hiện tượng là ở sau khách nói nhà vắt kêu, tự người thợ cơ khí người ta kiểm tra, người ta biết và người ta thay thế cho mình, chỉ có tính tiền thôi. Mình về mình bỏ cái công, mình sửa chữa, mình bỏ công mình gắn ráp lại đâu đó nghiêm túc đàng hoàng cho khách hàng là được. Đây là cái cùi, quy cái cùi dưới đây ta gọi là cùi dưới, các bạn nhìn thấy ha, đây là cùi dưới nè, quy cái cùi này dính như nè, trong này nó có những cái nhông. Một chút xíu mình sẽ lấy cái máy cắt ấy, mình cắt đây cho quý vị coi luôn. Đây nè, nó phải cắt cái chỗ này ra, cắt cái phần trên này ra nè, cắt ra hết thì mới lòi. Thì có phần ở trên này á, cái phần ở trên này nó ăn cái thùng á, ta gọi là cùi trên. Đây nè, đó, cái phần ăn vô cái thùng nè, nằm ở trên đây, và cái mâm á, nó đặt ở trong này để quay lại, gọi là cùi trên. À, còn cái này có phốt nằm đây nè, một cái phốt thứ hai, cái phốt lớn để mà chặn nước. Nhưng mà này lâu ngày nó mòn, ở đây nó có một cái lò xo nhỏ xíu nè quý vị, để nại cho các bạn coi. À, đó, nó tuột ra. Cái lò xo này nè, nó bấu vô thì cái nhiệm vụ là nó giữ cho cái phốt này được chặt trở lại, và nó bót lại, nó không có cho nước nó xuống cái hộp số. Nhưng mà các bạn biết cái để ý, sử dụng lâu ngày, khi mà dùng lâu ngày thì cái tình trạng mà nước nó xuống hộp số là tất nhiên phải có thôi. Vì vậy cho nên nó mới dẫn đến cái hiện tượng là tiếng kêu lớn khi giặt hoặc khi vắt. Thì đó, hộp số nó bị hư. Đây, chút xíu mình sẽ mổ. Nếu mà được mình sẽ mổ ra. Thì cái này cần phải có cái đồ để đóng. Đóng nó ra như vậy nè, đóng ngược nó ra luôn. Đóng lối hai cái cốt riêng biệt hết. Rồi bắt đầu á là sẽ dùng một cái máy tiện. Người ta sẽ tiện cái đường ở đây nè, khoét nó luôn, khoét nguyên cái đường à, khoét cái này lấy ra hết, để bên trong nó là những cái nhông nhựa mình sẽ kiểm tra mình phát hiện đó. Rồi đại khái chúng ta sẽ bỏ nó qua, thì chút xíu mình sẽ dùng cái, bây giờ chúng ta không có máy tiện thì chúng ta lấy máy cắt, mình cắt không được, cắt đường đây nè, cắt nguyên đường đây ra thôi. À, ở đây nó có một cái thứ hai là cái hộp số của thằng Bana. Thì cái hộp số của thằng Bana này á, coi này LG của Bana này, à, này LG Bana giống nhau. Thì kết cấu cũng vậy thôi các quý vị, nhưng mà nó khác với thằng Sanjo ở chỗ là Sanjo nó có nguyên cái mâm sắt nằm ở đây, còn cái thằng Bana là nó không có mâm, nó chỉ bốn con ốc vậy thôi nha. Nhưng mà cái dấu hiệu mà thường hay bắt gặp, cái bệnh thường hay xảy ra đối với một cái máy giặt hiệu Bana đó là cái hiện tượng bị hư nhông nhựa nằm ở trong ha. Thì bây giờ chúng ta cũng đại khái cũng tháo y chang cái kia thôi, nhưng mà đây bốn ốc tháo rồi. Bây giờ đây mình tháo nè, các bạn để ý nha, cái con LG và con Bana đó nó khác nhau ở chỗ cái cùi.
cái chỗ cái cụ trên nè, cái cốt này á là nó vậy thôi, nhưng mà cái cốt của hiệu LG á là nó ngắn hơn xíu, nhưng mà Banana này thì nó dài hơn LG, nhưng cái hộp số nó cũng giống giống nhau như vậy nè, cái kết cấu cũng tương tự nhau thôi. Đó, mình gỡ ra hết. Cái này là cái lông đền để chụp vô, lông đền lồng chụp vô như này ha, chờ vậy thôi. Rồi ở đây cũng có cái phốt ở đây nè, quý vị thấy không, nó cũng có một cái phốt đen để chặn nước đó. Rồi khi mà chúng ta đi mua, mình sẵn đây mình chia sẻ cái kinh nghiệm mà lúc mà mình làm luôn. Khi mà chúng ta đi ra mua một cái hộp số đã qua sử dụng, hoặc là chúng ta nhờ người thợ cơ khí sửa chữa, thì để mà kiểm tra như thế nào để biết được cái hộp số nó có làm tốt hay không, hay hộp số nó còn sử dụng tốt lành hay không, thì cách duy nhất bây giờ là vậy. Mình cầm nó, mình cầm như thế này nè ha, mình quay lấy ngón tay chọc những cái lỗ, quay quay thuận rồi quay ngược, quay như vậy để xem coi nó có cái tiếng kêu cọc 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 nhỏ không. Nếu mà nó nghe cái tiếng kêu cọc 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 nhỏ, rõ ràng ở trong cái hộp số này cái nhông nhựa của nó lâu ngày quá nó bị mòn rồi, hoặc là những người thợ cơ khí người ta lúc mà người ta tiến hành ta lắp ráp lại á, nó bị lệch bánh, hoặc là thay thế những cái nhông mà nhông nó cũ kỹ quá rồi, khi mà đưa vô quay qua quay lại á, là nó bị kêu kêu, là do hai cái bánh răng với nhau nó không có khớp ha, là như thế này nè. Đó, mình thể thử qua thử lại nhờ con này êm. Rồi mình thử bắt là bằng cách như thế này, làm gì cho dễ cho các bạn dễ xem nè, thì có phải nó làm vậy đúng không, đây nè, thử bắt thì lúc mà mình bấm chế độ giắc á, trong máy thì không có gì, nhưng mà bằng tay bây giờ thử ở ngoài thực tế mình, các bạn thấy nè, cái con này mình lấy cái tay mình đẩy nhẹ, đẩy về nó hơi cứng đó, đẩy mạnh nó ra nó cứng quá rồi, có ốc dặn lại. Mình đẩy làm sao đây, chỗ này có con ốc nè đó, mình đẩy về hướng này để cho nó tuôn ra nè, đẩy như thế này nè, cái gì đi về, thấy không, này chỗ hở này đây nó hở ra nè, thì lúc đó mình mới thử bắt được đó, bắt đầu đẩy về thì mình thử coi nó bắt nó có bị kêu không ha. Mình quay một chiều rồi thôi nè, nhưng mà với điều kiện là phải đẩy cái tay mạnh thiệt ra, để chi, để ngay chỗ này. Thằng này á, mình phải để ý coi lúc mà nó kéo ra vậy, cái cò chỗ này nè, nó có bung ra không, nó phải hở ra nhiều không? Chứ nếu nó không hở ra mà nó hở ít á, thì lúc mà vắt á, thì nó sẽ bị kêu, là lý do là do cái nhông nhựa này nó chạm vô cái thằng này, nó bị kêu cách 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 cách, và nó gây cái tiếng ngọt rất là lớn. Vì vậy cho nên cái người sử dụng người ta không biết cái gì, người ta sợ ha, hiểu quý vị ha. Chúng ta lưu ý cái đó, khi mà mình đi mua hộp số cũ đã qua sử dụng, hoặc là khao xi đã sửa chữa xong rồi, chúng ta cần tiến hành một cái động tác kiểm tra trả lại, để tránh trường hợp những anh em thợ nhiều khi người ta làm nhiều quá, người ta bất cẩn á, người ta vô tình làm cái hộp số nó không có đạt yêu cầu, rồi mình đi ráp cho khách hàng á, rồi bị người ta hiểu lầm, người ta bán vốn la lối đủ thứ á, thì rất là mệt. Đó là cách kiểm tra ha. Thì thứ nhất là mình làm lại nè, thử hai chiều để coi nó ngon hay không, rồi sau đó mình thử cái chiều này, mình bóp như thế này nè, đây đây nó có hướng nè, các bạn thấy con ốc này không, ốc này là chỉnh cái độ dài của ốc vàng vàng nè, chỗ này là ốc đỏ đỏ, có mực đỏ, nó sẽ chỉnh cái độ dài của cái cần ở đây, thì chúng ta chỉ cần bóp vậy thôi, cái cần này hở ra, thì lúc đó mình thử sấy, thì cái quá trình hoạt động của cái máy giặt nó cũng y chang này đó, nó nhờ cái cục xả này kéo đi ra nè, mình thử lại cho các bạn xem nha, nó cũng hơi cứng nha quý vị, nó về nè, đó nó hở dài nè, thì lúc đó chúng ta lấy cái tay quay, thì các bạn thấy để ý đây nó cũng có một cái thắng bố thắng y chang với con xanh vô kia thôi. Đó là các bạn xem, thì đây là con LG, thì cái mô cái mô hình cái mẫu mã thì nó khác với con xanh vô. LG á các bạn biết thường nó bị hư là hư nhông chứ nó không hư bạc đạn, còn cái thằng xanh vô này 10 con đủ 10 thường là hư bạc đạn đó, hư bạc đạn một chiều, hư bạc đạn cùi trên hoặc cùi dưới, nói chung là sẽ hư bạc đạn, cái tỷ lệ nó bị hư rất là cao. Còn cái LG với đồng mana thì cái tỷ lệ hư bạc đạn thì nó ít, nhưng mà ngược lại là nó bị hư nhông, bạn thấy không, cho mỗi một cái hãng nó có cái thiết kế khác nhau, vậy cho nên có những cái bệnh mà đặc trưng để mà chúng ta có thể nhận biết được. Rồi đại khái là như vậy, nếu mà có thời gian thì mình sẽ cắt nó ra, dùng cái máy cắt cắt để lấy cái trong đó ra, thì toàn ở trong này các bạn biết không, ở trong đây nè, toàn bộ ở trong này ha, toàn bộ ở trong này là nhông nhựa không, nó tới bốn năm cái nhông nhựa nằm trong đây nè, thì lúc đó mình xoay qua xoay lại như vậy nè. Đó, cái này gọi là ắc ắc ắc, là muốn da phải gỡ mạnh nó ra mới được ha.
thì nó cái nhông nhựa nó nằm bốn năm cái trong đây rất là nhiều, và phải tha bỏ bò trong đó ha. Thì cái này mình phải nhờ thợ cơ khí để mở nó ra. Rồi thì các bạn biết đó, lưu ý một điều, khi mà chúng ta tự ý đi mua nhông hoặc là bạc đạn, chúng ta có thể mua ở những cái cửa hàng vật tư, nhưng mà lưu ý khi chúng ta đóng bạc đạn thì phải cẩn thận, để mà đóng không khéo á, nó sẽ gây nên cái hiện tượng á, là cái bạc đạn bị đóng mạnh tay quá đi, cái bi nó bị lệch, và khi đó là vô tình mua cái máy mới, mua cái bạc đạn mới đóng vô mà đóng không đúng cách, nó làm cho cái bạc đạn bị hư luôn. Thì mình vô tình mình không biết, mình ráp vô cái máy người ta sử dụng thì nó lại kêu ôm chợm đó. Còn đằng này những thợ cơ khí người ta có những cái máy ép ép bằng tay nè, ép thủy lực người ta ép xuống, hoặc là cái máy tiện ta ép vô thì nó rất nhẹ nhàng và nó không gây cái hiện tượng hư bạc đạn đó. Vậy thứ hai cũng vậy, nhông, trường hợp nhông, đối với những cái bạn mà mua nhông ở bên ngoài cửa hàng vật tư á, mà tự ý về mình thay, cái cách mình sắp nhông mà khắp sắp nhông mà không đúng chiều á, nó cũng sẽ quay gây nên cái hiện tượng là nó bị kêu, khi mà giặt nó kêu kêu ghê gớm luôn. Thì đó là cái điều mà mình cần lưu ý đó với các bạn khi mà chúng ta sử dụng cái máy giặt. Thì ở đây hiện tại có hai cái hộp số của Sanjo và hộp số của LG. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn vậy để chúng ta có một số dấu hiệu chúng ta biết được, thì cái ngày hôm nay mình chia sẻ để các bạn biết được cái chính xác là nó bị hư cái món gì ở trong cái hộp số đó. Còn nếu như những ai mới vào nghề hoặc là mình chưa có nhiều kinh nghiệm để bắt cái bình máy giặt, thì chúng ta có thể tháo hộp số ra ha, mình đưa cho những người thợ cơ khí và nói với họ những cái hiện tượng mà đã gặp, ví dụ như là kêu lớn hay là giặt kêu lớn hay là sấy kêu lớn hay là lúc mà nó bắt là lúc kêu cọc 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 cọc, thì cái người thợ cơ khí người ta sẽ thử và người ta biết chính xác là cái gì và người ta sẽ tha thế cho mình, thì mình chỉ trả tiền thôi, nó đơn giản như thế. À, còn đối với những ai mà có kinh nghiệm rồi, tháo gỡ nhiều hoặc là sửa chữa nhiều rồi, mình biết chính xác món nào mình bị hư, thì mình đi ra ngoài cửa hàng mình mua, để thứ nhất là tiết kiệm được thời gian, thứ hai là tiền bạc. Tại các bạn biết khi mà đưa những thợ cơ khí làm thì tất nhiên phải trả công của người ta, một lần sửa như vậy không dưới 200 ngàn, thì công tháo ráp này kia nọ rất là mắc tiền. Còn mà chúng ta đã biết rồi, chúng ta đi ra ngoài cửa hàng mình mua, mua đúng cái món mình cần, mình về mình tự tháo, mình tự ráp vô, thì tất nhiên nó sẽ rất là nhanh, nhanh hơn như mình đưa cho họ làm. Cái thứ hai mình vừa cái ý của mình hơn thì cái độ bền nó sẽ cao hơn. Thì đó tùy tùy theo mỗi người mỗi cách lựa chọn. Thì ngày hôm nay mình có hai cái hộp số với hai cái hãng khác nhau để các bạn có thể biết được nhiều hơn, bổ sung thêm cái kiến thức về cái chuyện mà sửa chữa máy giặt cho mình. Đó đây là LG. Còn để coi một hai hôm nữa mình có thời gian, mình sẽ bung cái máy inverter này ra đằng sau lưng các bạn nè, đây bung cái máy này ra, đây là cái máy inverter 9 kg Toshiba như quý vị, thì sẽ bung nó ra rồi mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái cơ cấu cũng như cái quá trình hoạt động của nó sẽ hoạt động như thế nào. Tất nhiên sẽ khác với cái này, khác rất là nhiều, tại vì trong đó nó có rất là nhiều chi tiết và có rất là nhiều cái hột số bắt đầu cảm biến rồi dây nhợ ở dưới cái motor rất là nhiều, tại nó là khởi động trực tiếp chứ không phải là gián tiếp thông qua dây control nữa, mà là nó một trục một trực tiếp thẳng lên luôn, nó có hộp số với là cái cuộn dây điện nó kết hợp với chung nhau, nó thiết kế một bộ dính với nhau luôn, thì nó đòi hỏi cái người thợ phải có kinh nghiệm hơn nữa thì mới có tháo mà có thể làm được chuyện đó được nha quý vị. Ok, xin được tất cả cảm ơn tất cả mọi người người rất là nhiều đã dành thời gian để xem cái video cùng tìm hiểu cũng như là tháo rời những cái linh kiện của các hộp số Sanyo và cái LG này, để chúng ta cùng nhau bổ sung thêm kiến thức và có thể bắt một cái bệnh tương đối cho nó chính xác và thay thế cho nó nhanh nhẹn và lẹ làng hơn, đỡ mất thời gian và tiết kiệm được cái tiền của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã dành thời gian để xem. Xin hẹn được gặp lại tất cả các bạn ở cái video tiếp theo thiết thực hơn. Và video tiếp theo có thể mình sẽ làm một cái video về máy giặt nữa để các bạn có thể có những cái trường hợp giống như là hiện tượng là nước nó cấp vô mà không giặt, hoặc là nước đã mở rồi, vòi nước đã mở rồi mà sao nó không có cấp nước vô trong thùng, thì đó là những cái bệnh lặt vặt thôi. Đối với người trong nghề như mình thì gọi là cái bệnh lặt vặt. Mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn để khi mà chúng ta sử dụng ở những nơi mà nó xa xa những cái chỗ mà kêu thầy kêu thợ và nó khó khăn trong việc kêu thầy thợ đến làm, thì chúng ta có thể tự ở nhà làm được nha quý vị ha. Rồi xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại, xin chào.